Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Mai Trang lên clip giới thiệu bác siêu phẩm, một con siêu phẩm máy cưa tay cụt các bác nhá, siêu đẹp luôn, cực kỳ vip luôn các bác nhá. Đấy, hôm nay thì về được con máy quá vip cho bác nhá. Con này đến từ thương hiệu của Zilby, hàng Komatsu các bác nhá. Đó, các bác nào mà hay tìm hiểu về những cái dòng cưa bãi hay là hay theo dõi thì bác đều biết đây là một cái dòng máy cực kỳ đẳng cấp luôn. Máy thì mang thương hiệu Komatsu. Con này mã của nó là ESK3635, một con tay cụt được trang bị công suất lớn cho bác nhá. Rồi, thì đầu tiên bác xem clip thì vui lòng cho em xin nút like, nút đăng ký kênh và chuông thông báo các bác nhá. Đó, thì cái sản phẩm cái bác mua con cưa này sẽ gồm có rũa, tuýp, tô vít và tặng các bác cái bào làm các bác nhá. Đây em có con cưa tay cụt này. Con này thì là một con hàng gọi là hàng siêu tầm luôn, hàng siêu tầm nhá. Đấy, máy là máy đời cao. Mã của nó là Zobi ESK3635 nhá. Đây, mọi thông số kỹ thuật đều ghi ở cái tem này nhá. Rất đẹp luôn các bác này. Đó, máy được trang bị công suất là 36cc, nòng lên tới là 40 ly cho con tay cụt nhá. Siêu mạnh luôn. Với con máy này các bác đi cắt vanh gỗ tầm đường kính 40-45 thoải mái cho em các bác nhá. Cắt cực kỳ mạnh, cực kỳ ăn tải luôn. Cực kỳ mạnh, cực kỳ ăn tải nhá. Đặc biệt thì máy nó còn quá là mới này, chỉ thiếu cái thùng luôn cho em các bác nhá. Chỉ thiếu cái thùng thôi. Đây này, các bác nhìn vào cái hàm rồng của nó các bác biết này. Đấy, cực kỳ ngon nhá. Thì con này thì trọng lượng của nó rơi tầm 4kg. Máy thì có chụp giật trợ lực lớn này, có chụp giật trợ lực lớn này. Bơm xăng phụ đây này, bơm xăng phụ nằm bên phía bên này các bác nhá. Đó, con này thì em sẽ rút hết nhớt nhớt ra ngoài rồi, vì là mình sửa máy đi rất sạch sẽ rồi. Đấy, em sẽ bao hết cho bác nhá, bao tất cả cho bác luôn, bao hơi bao điện, bao nhớt 9 tháng cho bác nhá. Máy cực kỳ đẹp luôn này. Con này thì thuộc cái hệ mà cho anh em sưu tầm, và các bác mua về cắt đi cắt khai thác chuyên nghiệp cho em. Đấy, các bác cắt leo trèo tỉa cành nhá, các bác cắt kiếm tiền nhá. Đây thì đây là cái phần trước này, các bác lưu ý giúp em. Này, con này là phần trước này, các bác đổ cho em là nhớt nuôi lam nhá. Còn cái phần phía sau này các bác đổ xăng pha nhớt nhá. Phần phía sau các bác đổ xăng pha nhớt. Còn đây là cái móc để các bác treo khi các bác leo trèo tỉa cành, cắt cành, cắt nhánh nhá. Đó, cho nó tiện lợi. Máy thì đương nhiên rồi, sẽ được trang bị full chức năng cho anh em. Thắng xích này, thắng xích này, chủ giật trợ lực lớn này, bơm xăng phụ này. Đó, máy quá đẹp luôn cho em nhé. Con này thì lam của nó mặt cắt 35, lam 40, xích chung 91 các bác nhé. Làm xích zin theo máy này. Con này thì em báo giá công khai, giá 2.800.000, bao phí ship nhé, 2.800.000, bao phí ship. Máy móc này, con này thì hàng chỉ thiếu cái thùng thôi, 97-98%, hàng thiếu nút, thiếu cái thùng, 9 nút luôn. Phải quá đẹp luôn, khỏi chê nữa. Đẹp xuất sắc luôn, bao vip cho các bác nhá. Rồi, con này thì giá 2.800.000, bao phí ship cho em test nổ con cưa siêu vip, siêu cụt cho các bác nhá. Đây, phần trên này nó có cả thiết kế cả cái gờ thì các bác rất bám vân tay nhá. Con này quá vip luôn nhá. Rồi, con này thì giá 2.800.000, bao phí ship cho bác nhá. Đó, bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976123370. Đây thì em giới thiệu luôn sơ qua này, đây là nút chỉnh căng ti nhá, đây là nút H chỉnh xăng này, nút L chỉnh gió các bác nhá. Nó trước khi gửi đi các bác thì em sẽ test lại, chỉnh chọt lại một lần nữa cho máy móc cực kỳ êm ái, cực kỳ ngon cho các bác nhá. Rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chào tất cả mọi người.